Trái quỷ đầu tiên trong game đó chính là trái Rocket. Để mình nhớ Rocket nó có loại boom gì nha. Nhớ rồi, let's go, hay anh à. Ok, thì loại boom lần này đó chính là các bạn chỉ cần mua con thuyền và sử dụng chiêu C của trái Rocket để đem thuyền lên bờ nha các bạn. Đây, ngồi trên ghế như thế này. Và sau đó giữ chiêu C của trái Rocket. Ui! Không có lên mặt đó. Các bạn lưu ý là phải mua thuyền nhỏ nhỏ xíu nha các bạn. Thuyền to quá nó nặng, nó không bay nổi. Mày! Cái má nó đẹp luôn. Ủa, em đẩy nó xuống lại rồi. Đù! Ôi lên rồi nè, lần này nó đè không mấy trái quỷ rồi. Em lái thử rồi. Ok, đến với trái quỷ thứ hai luôn, trái spin. Thì với trái spin này á, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu F, sau đó thì đổi qua trái quỷ khác, nó sẽ có cái loại boom khá là hay nha nè. Đổi qua. Đấy. Đỉnh không, đỉnh không? Đỉnh. Sao bình thường anh ít làm này vậy? Chém 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 nè Nobita. Quay. Các bạn ơi, làm nó bung thì phải lưu ý với đắt nha các bạn. Ok, đến với lỗ bung thứ ba của trái chớp. Nếu như mà em không biết đó, thì trái chớp này có cái lỗ bung cũng khá giống như trái spin nhưng mà nó bá đạo hơn nha. Nè, coi nè. Đầu tiên, đảo trái khác mà xài chữ F. Cái này anh xây cái chân đi nó chứ không phải cái tay. Nhưng mà lần này anh bay được luôn, anh di chuyển luôn nè, chứ không phải đứng yên nữa. Lần này sao em suốt anh được? Bẹo trái đi. Mày. Ok, thì trái quỷ tiếp theo đó chính là trái spring. Rồi, một trái quỷ khá bá đạo nha, trái lò xo. Em biết lỗ bung của trái này là gì không? Rồi, em nhớ rồi. Anh nghĩ là em khá thích nó đó. Ok, đợi chiêu V hồi phát nha. Rồi nè. Xài chiêu V. Được chưa? Ui, đúng rồi kìa. Ôi trời ơi. Ok, và đến với trái quỷ tiếp theo, em biết là trái gì không? Trái bơm có lỗ bút gì nhỉ? Thì với trái bơm này á, có khá là ít lỗ bung nha các bạn. Nhưng mà đừng lo, bởi vì mình chính là anh Crazy Lên, ông chùm lỗ bung. Ok, thì đối với trái bơm này á, có một cái lỗ bung khá là thú vị với chiêu C của nó. Đó chính là các bạn chỉ cần đặt bơm ra như thế này. Các bạn reset nha. Rồi, phốt, em đi vô chỗ này anh chỉ nha. Nè. Okay. Em đứng ở đây thôi ơi, đứng ở đây, chỗ anh nè, đó, đi vòng vòng luôn. Thì như các bạn thấy, mấy chiếc bơm của các bạn sẽ trở nên vô hại. Các bạn có thể dùng để quay clip các kiểu ha, rất là tuyệt vời luôn. Em thấy an toàn khi đứng kế bên chiếc bơm không? Em không thấy chiếc bơm luôn. Đây nè. Mày. Thằng này. Dạ anh giỡn mà, John mà. John Việt Nam. Ok, trái quỷ tiếp theo của chúng ta đó chính là trái smog. Ok, với trái smog này nó có một cái loại bung, đó chính là loại bung vô hạn đam nha các bạn. Chắc ít người biết đúng không? Không ai biết luôn á. Sao mà biết được? Đó, các bạn chỉ cần bay thế này thì nó sẽ vô hạn đam luôn á. Ok, và tiếp theo đó chính là trái spy, một trái cũng khá đặc biệt ha. Thì bình thường á, khi mà các bạn sử dụng chiêu C mà không làm gì hết thì nó sẽ không nhảy lên được trên cao nè, thấy không? Đó, khá là phế luôn ha. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn lên chỗ xóa trái quỷ này, sau đó thì các bạn sử dụng chiêu C và xóa trái quỷ. Lúc này các bạn có thể bay. Bay mà không cần cánh. Tuy nhiên thì nó bay cũng được một tí thôi. Nói chung thì trái sẽ bay mà, nó không có lỗ bung gì bá đạo hết, chỉ như vậy thôi. Rồi, tiếp theo đó chính là trái flame, một trong những trái mà mình thích nhất. Đây, biết lỗ bung nó là gì không? Quả cầu khi đổi sang marine đúng không? Sai, đó chính là lỗ bung bay siêu xa của nó. Ok, và sẵn tiện mình sẽ bonus cho các bạn thêm một lỗ bung của nó nữa, chính là khi mà các bạn xài chiêu V và đổi sang marine thì nó sẽ có cái quả cầu tồn tại đó vĩnh viễn luôn. Đó. Nhưng mà cái lỗ bung này thì nó sẽ khá là lắc server nha các bạn. Ok, và đến với lỗ bung tiếp theo đó chính là lỗ bung của trái Falcon. Thì trái Falcon lỗ bung của nó cũng khá đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần gọt chiêu dách lên và sau đó thì đổi sang trái quỷ tiếp theo. Vậy là các bạn đã có được cánh Falcon vĩnh viễn rồi. Tuyệt vời. Và đến với trái tiếp theo đó chính là trái băng. Thì khi mà các bạn sử dụng chiêu F á, ngoài cái việc mà các bạn lướt ra thì nó sẽ không có tác dụng gì hết, kể cả quýnh thường đi nữa. Thì bây giờ để làm cho chiêu F của trái băng có thêm nhiều tác dụng hơn nữa thì các bạn đi theo mình nha. Đầu tiên các bạn lên lại cái chỗ ông xóa trái quỷ này nha. Rồi, coi này nha. Bấm chiêu F và sau đó thì các bạn bấm nút xóa trái quỷ. Rồi, thấy gì không? Đấy, có dùng được chiêu không? Dùng chiêu thì không được, nhưng mà quýnh thường thì được. Đó, như các bạn thấy đó, bây giờ các bạn sẽ không sợ bị săn bounty khi mà sử dụng chiêu F nữa, bởi vì các bạn đã có thể quýnh thường được rồi. Ok, đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Dark. Thì trái Dark này lỗ bung của nó cũng khá giống như là trái Flame thôi nha các bạn. Bởi vì hai trái này chiêu thức của nó thì cũng khá giống nhau thôi. Đó chính là chiêu V sẽ tạo một quả cầu. Đó, các bạn chỉ cần bấm vô và đổi sang phe khác. Đù, anh có bị màn hình đen không? Có. Ủa em cũng bị nữa hả? Màn hình anh giờ đen vậy. Ui, vậy là trái Dark nó ảnh hưởng tới mình luôn nha các bạn. What the hell? Thì bây giờ nó sẽ tạo một trái Dark vĩnh cửu ở đây và thậm chí thì màn hình của bạn sẽ bị đen luôn. Ui, vô đây coi nè Phố. Em thấy anh đang biểu hình trái kim cương mà anh không có biểu hình kim cương không? Nhấp nháy không à.
Thì tiếp theo đó chính là lỗ bung của trái kim cương. Đầu tiên thì các bạn bấm vô cái chỗ đỏ trái quỷ này. Thì các bạn bấm vô đỏ trái quỷ này, sau đó các bạn bấm vô chi dách thật là nhanh. Đó, bây giờ các bạn đổi lại trái kim cương nha. Thì khi mà bạn làm như vậy xong, các bạn chỉ cần bấm nút biến hình thì nó sẽ không đổi qua hình dạng kim cương luôn nha các bạn. Mặc dù thì các bạn đang là dạng kim cương. Nhưng mà anh có thật sự là kim cương không? Có, anh đang xài chiêu kim cương luôn nè. Đó. Nhưng mà anh không phải là kim cương. Hiểu rồi đó. Ok các bạn ơi, đến với loại bung tiếp theo của trái lai. Thì trái này có một cái loại bung khá thú vị ha các bạn. Ôi vì đang nó biết trước đi luôn kìa. Ok thì nếu như mà các bạn muốn trở về update cũ của trái lai á, các bạn chỉ cần đi xuống biển và sau đó sử dụng chiêu V của trái lai. Thì lúc này cái kiếm ánh sáng của bạn sẽ bị biến mất và trở về với hình dạng ở update cũ. Thấy ngầu không? Ai cái này em biết rồi. Ai hỏi? Tuy nhiên thì khi mà các bạn sử dụng mấy chiêu khác vô á thì cái kiếm của bạn nó sẽ hiện lại bình thường. Ok và đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái rubber. Ok, đến với trái rubber cũng khá đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cây CDK đó. Sau đó thì các bạn sử dụng chiêu X của CDK và nhanh chóng xài qua trái khác của rubber. Đó, các bạn thấy vô. Là dạng V2 luôn. Ừ. Thì các bạn không cần bật chiêu V lên nha, thì nó sẽ chuyển qua dạng V2 cho các bạn luôn. Quá bá đạo. Đây đây, mình làm lại thêm một lần nữa cho các bạn xem nha. Đầu tiên sử dụng chiêu X và chuyển sang rubber. Đó, các bạn thấy không? Ok, đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Ghost. Trái Ghost này có lỗ bung gì ta? Thì lỗ bung của trái God này cũng khá đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật chiêu V lên và sau đó thì các bạn ăn trái quỷ khác vô. Thì lúc này các bạn sẽ giữ được cái hình dạng God này vĩnh viễn luôn, các bạn thấy không? Đó, trái Rocket God. Và cái hình dạng này khi mà các bạn biến hình những trái khác thì nó vẫn giữ nguyên luôn nha. Quá là bá đạo. Ok, đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Magma. Let's go. Thì với trái Magma này khi mà các bạn đi lại ông xóa trái quỷ và xài chiêu V. Rồi, bắn ra và xóa trái quỷ đi. Thì lúc này cái cục này nó sẽ bay vĩnh viễn luôn nha. Chạy theo nó Phúc, chạy theo nó Phúc. What the fuck, sao chạy kìa. Nhanh lên, anh kêu anh chuẩn bị rồi mà. Chạy theo nó đi. Nhanh lên. Tăng tốc nè, em đang tăng tốc nè, để em tăng tốc cho anh. Chạy theo đi. Thôi bỏ cuộc đi Phúc ơi, anh thấy nó bay xa lắm rồi đó. Đến với là bung tiếp theo nha các bạn. Vì đắt nó còn ở trên trời, nó gượt theo kìa. Trái tiếp theo đó chính là trái Quack. Ok, thì với trái Quack này có một cái bung khá là bá đạo nha. Đầu tiên các bạn đi lại ông đổi qua Marine, sau đó sử dụng chiêu X. Bắn quả cầu ra đổi qua Marine. Thấy không? Bay không? Ui. Lần này phải kịp nha Phúc, phải kịp. Rồi. Rồi, biến mất rồi. Rồi luôn, gượt không kịp các bạn ơi. Nè, làm lại cái nó cho em gượt nha. Gượt đi. Gượt theo nó. Ôi. Gượt theo. Ok, đến với loại tiếp theo đó chính là loại của trái Human. Thì các bạn chỉ cần xài chiêu C về mỏng của trái Human là các bạn có thể dính lên tường như thế này nha. Đó, kìa. Vậy đắt làm thử coi. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy Vidac đang làm hành động gì với cái tường không? Nói chung thì vậy đó, cái lô bung này nó hơi đắt xíu ha. Rồi ok, cho đứng nó đi, mình sẽ đổi qua trái khác nha. Rồi, trái tiếp theo chính là trái lớp. Thì với trái lớp này có một cái lỗi đó chính là các bạn có thể bắn siêu xa bằng chiêu X của trái lớp luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho Vidac đứng một chỗ nào đó để mình bắn thử cho bạn xem nha. Đầu tiên các bạn chỉ cần trang bị vô cho mình cái áo choàng của con Katakuri. Đó. Sau đó thì các bạn bật Haki quan sát lên để nhìn thấy được Vidac. Rồi, anh thấy rồi đó, đợi anh tí nha. Sau khi mà bạn nhìn thấy được Vidac, các bạn chỉ cần giữ chiêu C canh ngay giữa như thế này và các bạn buông ra. Đó, các bạn thấy không? Ủa chiêu X chứ nhầm nha. Đó, cái chiêu X đang bay qua kìa. Kìa. Tới em chưa? Chưa. Ôi, tới kìa. Đó, các bạn thấy không? Thì chiêu X nó sẽ bay qua tới bên Vidac luôn. Mặc dù khoảng cách của mình với Vidac chắc cũng khoảng mấy ngàn mét đó, nhưng mà nó vẫn có thể bay qua được nha. Nè, xem lại một lần nữa nha. Rồi, xài chiêu X và bắn. Nếu các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy một cái tia nhỏ nhỏ đang bay qua chỗ Vidac nha. Đó. Thì lỗi tiếp theo đó chính là lỗi của trái sao. Ôi, nhớ trái sao không? Biết luôn rồi đó. Đây nè. Ôi, làm fail rồi. Chiêu nào ta? Chiêu C hả? Ừ, chuẩn chiêu C. Ủa sao anh reset không được? Ôi, mình làm fail các bạn ơi. Thì như các bạn thấy đó, Vidac mới bung được một cái cục cầu lơ lửng trên không thế này. Từ nha, để anh làm chiêu V cho đẹp hơn nữa nè. Đây, let's go. Thì khi mà các bạn làm bằng chiêu V, nó sẽ có cái vòng tròn bye bye thế này. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo đó chính là lỗ bung của trái Phoenix. Thì với lỗ bung này các bạn cần phải có chiêu FV2 của trái Phoenix. Rồi, biến hình chiêu F, sau đó thì biến hành dạng chiêu V. Rồi, sau khi biến hành dạng chiêu V, các bạn chỉ cần tắt chiêu V đi. Thì các bạn sẽ biến hành anh xanh tóc đỏ. Thì anh xanh tóc đỏ này vừa mới cứu A với lại Luffy là cục hai tay luôn các bạn. Chứ bình thường cứu Luffy thì cục có một tay thôi. Lần này cứu hai đứa là cục mẹ hai tay luôn rồi. Ok, và đó là loại bom tiếp theo của trái Bottle. Thì bước đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền. Nói chung thì thuyền nào cũng được nha. Sau đó thì tụi mình sẽ lái thuyền ra chỗ nào đó chống chống xíu ha. Bây giờ thì Vidac nó chỉ cần đứng gần cái chỗ của chiếc tàu này nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Rồi, được rồi kìa. Lần này em không ngồi trên chiếc thuyền nữa. Thì lúc này các bạn đã kéo nguyên chiếc thuyền vô cái dimension của các bạn luôn nha. Ôi. Ấy, gì vậy? Chiếc thuyền đâu rồi?
Ok, đến với lỗi tiếp theo của chị ấy, Gravity. Đầu tiên thì em chỉ cần đi lại cái chỗ mà cổng dịch chuyển á. Đây đây đây, em đi lại gần cổng dịch chuyển này nha. Sau đó thì em xài chiêu ép lên cổng dịch chuyển. Đấy. Ui, kẹt rồi. Chạy ra chị. Cục này em thấy không, trong suốt luôn nè. Thì cái lỗ buông này mình cũng không biết nó có tác dụng gì nữa ngoài việc là để chụp hình khoe Facebook chẳng hạn. Dùng để sống ảo ha. Rồi, lỗi tiếp theo, lỗi của trái Mammoth. Let's go. Thì với trái Mammoth này các bạn lấy ra cho mình trái Smog nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ thì các bạn biến hình và cầm chiếc Smog lên. Ui, tàn hình luôn, phát đầu được luôn nè, hên vãi, mấy lần trước phải làm 2-3 lần nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần sử dụng cây Wilder Sword và bùm. Ủa, chết. Đó, xuất hiện rồi nè, let's go. Thì bây giờ mình chỉ bự hơn vi đắc tầm khoảng mười mấy lần thôi chứ nhiều. Trời, đứng không tới luôn, ý là đứng cao không tới luôn nè. Ok, và tới album tiếp theo của trái T-Rex. Thì đây chính là một trong những trái nhiều album nhất hiện tại trong Lockfoot nha. Thì với trái T-Rex này á, việc đầu tiên để bung được á, các bạn cần phải đi tích hình nộ cho mình nha. Đó, tích hình nộ cho T-Rex cho mình. Ok, thì sau khi mà các bạn tích đủ hình nộ á, thì các bạn chỉ cần đứng nghiêng người thế này bằng cách là sử dụng trái Mochi và chỉ màn hình lên trời, xài chiêu C và đổi sang trái T-Rex thì nó sẽ nghiêng người lên trời như thế này. Và sau đó thì các bạn biến hình trái T-Rex cho mình nha. Let's go. Ủa, sao chìm xuống đất luôn rồi. À, không sao các bạn cầm trái smog lên cho mình nè. Đó, đó, đó. Dạ. Anh còn chưa nhảy nữa mà nó bay rồi. Huy từ từ để tháo trái smog ra. Nè nè, mình làm lại nha, các bạn ship lock lên. Rồi sau đó thì các bạn cầm trái quỷ. Ôi, ui. Anh còn chưa nhảy luôn á. Bạn này bạn mới gì nè. Bạn này là bạn xịn hơn nha. Ui, nó bay kìa. Cái gì vậy? Ui, nhanh vãi. Nhanh vãi. Ban nữa nha, coi chừng bị ban nữa nha. Ơi, cái này anh nghĩ bị ban thiệt nha, sao nhanh dữ vậy? Thôi mình reset phát mất công bị ban nữa, cái lỗi này bá đạo vãi. Thì đến với lỗi tiếp theo đó chính là lỗi của trái Mochi V2. Thì lỗi này các bạn cần phải nhờ người khác làm giúp nha. Rồi bây giờ em sẽ chữ S lên anh rồi out ra nha. Ok, out đi. Đó, các bạn thấy gì không? Thì khi mà làm đúng công thức á, nó sẽ tạo ra một cái bánh bột nó trôi lơ lửng trời thế này. Và nếu mà các bạn muốn nó bự hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng trái human hay gì đó các kiểu. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với trái Control, một trong những trái quỷ bị Lockfoot bỏ rơi. Bởi vì tới giờ nó vẫn chưa được update lên nữa, má đúng là cây cứu thiệt chứ. Thì với trái Control này nó có một cái lỗi khá thú vị đó, đó chính là các bạn có thể xài chiêu ngoài dòng của trái Control luôn. Rồi em đi ra khỏi cái dòng của trái Control đi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần giữ chiêu V của trái Control tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. À đùa thôi, tầm 15 giây thôi nha các bạn. Thì các bạn sẽ được di chuyển thoải mái thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần đi lại gần với đất thôi. La 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 la. Coi nè, có cái dòng nè, có cái dòng này nha. Mày. What đỉnh the không, fuck? Đỉnh không, đỉnh không. Và bây giờ các bạn sẽ được tàn hình luôn nha các bạn, thấy không? Bùm. Mày. Đó, thì với cái lỗi này các bạn có thể gây đam ngoài dòng của chiếc kinh tròn luôn nha. Nhưng mà cái lỗi này, ui, anh kẹt xuống đất luôn rồi. What the fuck? Cái gì vậy? Trời hay ta. Ok, và đến với trái tiếp theo đó chính là trái Leopard nha các bạn. Let's go. Thì với trái Leopard này nó sẽ có một cái lỗ bung khá đặc biệt nha các bạn. Đó chính là lỗ bung chiêu Z vô hạn. Rồi rồi, em chuẩn bị gượt theo nó nha Phúc. Rồi, em chuẩn bị chiêu luôn rồi đó. Đi, let's go. Chạy theo, chạy theo. Tới nè em, tới nè. Em ở dưới tới, tới nè. Cậu Nguyễn đi, sao bắn tới nè. Cậu Nguyễn đi Phúc. Tôi ước năm mới dạng sự nhí. Tôi ước tôi có củ khoai thiệt là bự. Ok, và trái cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là trái Kitsune, một trong những trái quỷ mạnh nhất hiện tại. Thì nói chung trái Kitsune này cũng có khá là nhiều lỗ bung nên là mình cũng không biết chọn lỗ bung nào nữa các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ biến hình trước đã. Thì với trái Kitsune này, đầu tiên các bạn chỉ cần để một người nào đó cưỡi lên người các bạn nha. Và sau đó thì các bạn đi xóa trái quỷ. Thì khi mà các bạn xóa trái quỷ xong thì các bạn sẽ không làm được gì hết. Tuy nhiên thì người ngồi trên lưng các bạn sẽ có thể sử dụng chiêu được nha các bạn. Rồi, thử sử dụng chiêu gì thôi coi. Ai cái này nhìn nó hơi. Ôi chú mà. Cái này nhìn nó hơi. Cái này ra trên bờ hồ MB chắc đã lắm thiệt. Từ từ ra đấy, ủi quái rồi. Đây đây các bạn xem combo quý vị với cái trái Kitsune là trái Mammoth các bạn. Nó đó các bạn thấy không, nãy giờ đi quýnh quái thôi mà nửa cây máu luôn rồi đó, đúng là luôn bá đạo mà. Cái này mà gặp ra ngoài server thường quýnh là ăn bao ti hai đứa luôn, quá đã. Và bài học của ngày hôm nay đó chính là trái quỷ nào mà không biết làm đó chính là trái quỷ không được lên video hôm nay.